bánh bột lọc ngũ sắc nha các bạn nha, tại quán của cô Cám ở dưới Bình Dương nha các bạn. Nghe tên bánh bột lọc ngũ sắc thì các bạn và mình thì cũng có sự tò mò đúng không các bạn, vì rất là lạ lẫm và thú vị của cái tên gọi này. Bánh bột lọc ngũ sắc thì hương vị chủ yếu cũng đó là miền Trung mình nha các bạn nha. Thì bánh bột lọc ngũ sắc thì cô chủ đã biến hóa ra rất là nhiều màu sắc, đỡ khi mình ăn thì mình sẽ cảm giác rất là mới lạ với những hình ảnh bắt mắt với nhiều màu sắc đó. Thì món ăn đó như thế nào thì mời các bạn sẽ cùng mình vào bên trong để khám phá sâu về nó nha các bạn nha. Nhìn phong cảnh của quán thì rất là bình dị nha các bạn nha, rất là đẹp. Bây giờ mình đi khoảng tầm 5 giờ chiều đó các bạn, thì khách cũng bắt đầu là 1-2 bàn rồi các bạn. Cô chủ bảo thì khoảng tầm 8 giờ tối, 7 đến 8 giờ tối thì tầm đó thì khách đông nha các bạn nha. Đây là bên trong quán của mình được trang trí như thế này, rất là bình dị, nhẹ nhàng và đơn giản thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cùng xem cô chủ trụng bánh. Nhiều màu đẹp quá con ha. Cái này thì mình làm sẵn, mình nắng sẵn rồi mình bỏ tủ lạnh ha, hả cô ha. Khi có khách đặt thì mình chỉ lấy ra thôi, mình luộc thôi cô. Đúng rồi. Dạ. Cô ơi, cái này ý tưởng từ đâu mà cô làm ra được những cái màu sắc như thế này hả cô? Cô muốn nó khác hơn trong mỗi quán á. Dạ. Những màu sắc như thế này là mình lấy từ rau củ hả cô? Đúng rồi con. Dạ. Như màu này nè. Dạ, màu tím là từ đâu cô? Của bắp cải tím. Dạ. Còn màu đỏ là của rau dền. Dạ. Màu xanh này là của hoa đậu biếc. Đậu biếc. Hoa đậu biếc. Dạ. Rồi màu cam này là của cà rốt. Dạ. Còn màu vàng này là của mẹ. Dạ. Màu trắng là truyền thống hả cô ha? Đúng rồi, màu trắng. Dạ. Truyền thống. Cái này thì bột của mình thì mình sẽ chuyển từ quê qua đúng không cô? Quê Bình Định mình hả cô? Đúng rồi. Dạ. Mình nó sôi, nó nổi lên là cái khi nào nổi nó là chín cô. Nở bánh nó phồng lên. À, cô ơi cho con hỏi là quán mình được mở bao nhiêu năm rồi cô? Năm nay nó là 8 năm rồi con. Dạ. Thì cuối năm 2012. 2012. 2012. Dạ. Bây giờ là 2020 rồi. Dạ. Mình thì có đặt hàng ở trên mạng đúng không cô? Là giao hàng trực tuyến tận nơi đó cô. Đúng rồi, đúng rồi. Là trên trang nào cô? Trực đi. Dạ, Foodie. Dạ. Thì nhân của mình là chủ yếu thiên về nhân bằng gì cô? Tôm, thịt. Tôm và thịt thôi là luôn luôn như vậy đó. Khi nào là cô thay đổi nhân của mình không cô? Yeah. Đặc biệt là bánh bột lọc thì nước mắm cũng là một thành phần quan trọng đúng không cô ha? Nước mắm thì mình nấu nó kẹo, nó sờ sờt lại một tí. Nó cũng giống như nước mắm bánh bèo vậy đó. Yeah. Nhưng mà mình nó sệt nó đặc hơn, nó dẻo hơn một xíu. Nó dẻo. Cái này chắc cũng tầm 10 phút thôi ha. Sau rồi đó các bạn, cô chủ bảo là khi nào nổi lên thì chín mình sẽ vớt ra. Bây giờ thì bánh đã chín rồi các bạn. Cô chủ sẽ vớt ra và mình rửa lại một lần nước.
Dạ. Làm chi vậy cô? Làm như thế cho nó khỏi dính bánh á. Dạ, bánh khỏi dính đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn vào với dầu cô. Cô sắp bánh luôn nha. Dạ. Sắp bánh này là như cô bán là vậy nè. Dạ. Một phần 7 cái. Một phần 7 cái. Này là hoa đậu biếc. Hoa dạ, hoa đậu biếc màu màu tím cô ha, đẹp quá. Màu rau củ. Rau. Màu xanh là màu rau cải hả cô? Đúng rồi. Màu trắng là màu truyền thống, màu hồng là màu gì cô? Màu hồng là củ dền. Rau dền, màu vàng là củ ngợ. Còn màu tím là màu củ cải đó. Dạ. Rồi màu cà rốt. Rồi màu cam là màu cà rốt. Rồi sẽ rưới thơm hành phi các bạn, để thơm bánh. Hẹ thì mình mua ở trong này hay là ở ngoài quê? Ở trong ngoài này không cô? Dạ. Ngoài quê đáp ứng không nổi đâu. Ở nhà bà nội có trồng nhiều lắm mà. Dạ, trồng nguyên đi khó khăn. Một vườn hẹ luôn hả? Dạ. Nội bán rồi đâu, bán ký có mấy chục ngàn, có mười mấy ngàn. Dạ các bạn ơi. Mùi hành phi thơm cô ha. Bây giờ thì con chỉ ăn bánh một loạt bánh giặt mà quê mình thì truyền thống thôi. Đây là lần đầu tiên thấy nhiều màu sắc như thế này. Cô biến hóa là nhiều màu sắc như thế này, nhìn rất là thích thú luôn á. Cho nó lạ vậy thôi chứ còn thực chất là nó cũng vậy. Nó còn vẫn hương vị nhân của quê mình cô ha. Khi mình nhìn cái bánh thì mình cảm giác như mình mẹ muốn ăn liền như thôi. Cái hoa nha. Dạ. Cô chào tí. Cái này thì mình ăn kèm một miếng rau răm cô ha. Rau răm với rau rau mình có thể mình ăn dưa leo cũng được. Rau dưa leo rau sống cô có bỏ là cô lại cô gấp tí rau kia. Wow, các bạn ơi, bánh đã ra rồi các bạn ơi. Mình sẽ quay cận cảnh bánh ngũ sắc cho các bạn xem nha. Cô chủ xếp thành hình hoa lá luôn đó các bạn. Như thế này mà bảo sao mà nhiều bạn trẻ không lăng xùng tìm đến cho được. Bánh bột lọc ngũ sắc tại quán Cô Cánh cũng đang là một món cực kỳ hot luôn đó các bạn. Từ bánh bột lọc quê hương miền Trung là màu trắng các bạn, là màu truyền thống thì cô chủ đã biến hóa và tạo ra được nhiều màu sắc lạ mắt như thế này. Tất cả đều là từ rau củ quả đó các bạn, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Khi mình nhìn nhiều màu sắc như thế này thì nếu mình không tìm hiểu không rõ thì tất cả mọi người và chính mình thì đều cũng hoang mang đúng không các bạn, là sợ là nhiều màu hóa học trộn vào. Nhưng khi đến quán thì qua tìm hiểu và hỏi cô chủ thì được biết thì đều làm từ hoa củ quả đó các bạn. Màu tím thì cô chủ cho biết là làm từ củ dền đó các bạn, củ dền xay và lọc lấy nước để làm. Còn màu xanh thì sẽ làm từ lát cải đó các bạn. Màu cam thì sẽ làm từ củ cà rốt. Màu vàng thì làm từ củ ngợ. Màu trắng là màu truyền thống rồi. Chắc hẳn là các bạn cũng đều rất quen thuộc với màu trắng này rồi. Màu tím này thì đó là củ biếc nha các bạn nha. Bây giờ thì bánh cuốn ra rồi đó các bạn ơi. Bánh cuốn Bình Định
này cho à, hấp dẫn quá cô ơi. Cô cắt ra ngang dùm cho con hả cô? Đó, dạ, con cảm ơn cô. Wow, đây là bánh bèo nha các bạn nha. Bánh bèo truyền thống, bánh bèo hương vị miền Trung đó các bạn. Các bạn ơi, đây là một khẩu phần gồm bánh bèo, bánh cuốn Bình Định và bánh ngũ sắc mình đã gọi từ quán cô Cám đem ra rồi đó các bạn. Đã xong hết rồi. Và bây giờ thì mình chỉ cần thưởng thức nữa là như thế nào, ngon hay không nữa thôi các bạn ơi. Các bạn xem cận cảnh bánh ngũ sắc tại quán của cô Cám nha các bạn nha. Rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Cô biến hóa thành nhiều màu sắc. Từ xuất phát từ rau củ quả nên khi các bạn ăn thì các bạn không cần hoang mang lo sợ làm bột phẩm màu pha trộn nha các bạn nha. Đầu xuất phát từ là rau củ quả cô Cám xay ra và lọc lấy nước để làm đó các bạn. Từ bánh truyền thống màu trắng, từ đó cô muốn có một cái gì đó mới lạ cho bánh của mình để tạo sự thích thú và đẹp. Và cảm giác ngon miệng thì cô đã biến hóa thành nhiều màu sắc như thế này, nhưng vẫn giữ được một hương vị là đậm đà của bánh hương vị miền Trung nha các bạn nha. Còn đây thì bánh bèo. Bánh bèo chén thì nhìn cận cảnh thì các bạn thấy có hành trái, có chà bông và có hành lá và thịt và nấm miểu đó các bạn ơi. Còn bánh cuốn Bình Định thì chắc hẳn thì các bạn cũng nghe quá quen thuộc rồi. Mời các bạn cùng mình thưởng thức món bánh ngũ sắc của tại quán cô Cám các bạn nha. Ăn thử cái hương vị của lá cải. Cực kỳ ngon các bạn ơi. Nước mắm thì có một độ dẻo đó các bạn, dẻo ngọt và có một vị mặn của miền Trung mình. Bột thì vừa không quá nhai và cũng không quá mềm các bạn. Hoàn thiện với nhân tôm và thịt rất là thơm. Tiếp đến mình sẽ thưởng thức rồi màu cam nha các bạn, màu cà rốt. Cô chủ làm từ cà rốt xay và lọc nước. Ngon các bạn ơi. Đặc biệt là nước chấm. Cắt vô anh ơi. Đặc biệt là nước chấm các bạn, rất là ngon. Đây cũng là một bí quyết của quán các bạn ơi, nước chấm rất là dẻo. Theo cô chủ cho biết là nước chấm tại quán cô là cô làm ra rất là dẻo, có một độ sệt dẻo đó các bạn, không phải là lỏng như những quán khác. Chứ giờ thì các bạn cũng nghe đến bánh bột lọc miền Trung thì cũng khá thân quen rồi, nhưng chỉ thân quen với màu trắng màu truyền thống thôi. Còn bây giờ thì khi đến quán của cô Cám thì các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều màu sắc được biến hóa ở trong đĩa bánh của cô nha các bạn nha. Bánh bột lọc màu sắc thì không phải quán nào cũng làm được đâu các bạn. Đây cũng là một bí quyết và có những ý tưởng riêng biệt của cô nha các bạn. Rất là ngon. Mình có thể ăn kèm với một miếng rau răm các bạn, tạo cho hương vị bánh của mình hòa lẫn với hương vị rau răm thơm hơn. Các bạn có thể ăn kèm với một miếng rau giá và dưa leo như các bạn để tạo cho cảm giác của mình.
tất cả là cô chủ đều làm hết các bạn, làm từ thủ công là tự làm hết cho các bạn yên tâm khi đến quán ăn, chất là chất lượng và an toàn vệ sinh các bạn nha. À, cái này thì quán của mình thì mở cũng 8 năm rồi, chắc cũng có một số lượng khách đông lắm cô ha. Con này nó nhiều là gần trường đại học gần trường hả con? Trong hẻm là gần trường. Dạ. Trong là ở đây là nó đỡ có bụi. Dạ. Lúc trước là nó ngồi kia ngoài đường nó bụi lắm. Thì chỉ 3.000 thôi các bạn ơi, mà được thưởng thức hương vị của Bình Định miền Trung rất là bình dân luôn. Có thơm hòa quyện một chút xíu ở đậu phộng nữa, thơm các bạn. Anh ơi, anh lấy giùm cô cái kéo, cô tách ớt xanh nè anh ơi. Cô ơi, cái bột bánh bèo của quán là không phải lấy da đúng không? Có rất là nhiều quán cô lắm, nhiều mà cô nói này nó bị mơ lắm luôn. Dạ, không có cô da như thế này. Dạ. Cho cô không có làm bột khô này, ngâm gạo, ngâm gạo xong rồi ngâm gạo tươi á, kia là bột tươi. Ví dụ như bột khô nó khác. Có một số quán thì nó pha chung với gì? Bột năng. Nhưng mà cô nó pha là đây là nguyên chất gạo không? Muốn bánh mà nó dai á là nó cũng phải có bí quyết nữa nha. Dạ đúng rồi, phải có bí quyết riêng đó các bạn. Không phải ai muốn làm là làm cũng được ngon đâu. Đặc biệt là nước mắm rồi đó con, mắm cũng rất là quan trọng. Cho cô cái kéo là cắt ớt xanh nè. Em bánh bèo à? Các bạn phải khi em bánh bèo bình là các bạn phải nhớ hấp nước mắm của các bạn. Đặc biệt là phải ầm một miếng bánh bèo là các bạn phải hấp một miếng nước mắm như thế này. Không có mặn. Không có mặn, rất là ngọt. Ngon. Còn tiếp chén 2 là cô ơi. Ăn đi. Ăn cho đỡ nhớ quê nhà. À, những lúc ở ngoài quê á, rảnh rảnh là con cũng hay với bạn con xuống dưới quán canh mặn dưới Quy Nhơn đó con. Đúng rồi, xưa. Quán canh mặn là nổi tiếng luôn dưới Quy Nhơn. Đó, thử cô đi học xong cũng đi xe đạp chứ. Dạ. Yeah. Có xe Honda đâu mà đi. Đi xe đạp rồi đi xuống như đó, nhất là ngày 20 tháng 11 á. Trời mưa vậy mà cũng đi. Xuống dưới đây đi ăn rồi về. Dạ, bạn nói quán nổi tiếng mà, trời ơi các bạn nhìn hấp dẫn. Các bạn ơi, không cần cắn 1, 2 miếng, 3 miếng đâu các bạn, chỉ cần một muỗng như thế này luôn. Rất là ngon. Giòn giòn của bánh mì. Chính là thêm một vị giòn của bánh mì trái nữa cô ha. Thêm một chút xíu mùi vị của đậu phộng.
hành phi và lá hành lá pha với dầu nè các bạn, cực kỳ ngon. Chén thứ hai rồi. Bánh cuốn đi, giờ thử bánh cuốn đi. Ăn cái đó là để ăn với sâm này nè. Bây giờ tiếp đến bánh cuốn nha các bạn. Bánh cuốn Bình Định là cũng là một món ăn đặc sản Bình Định và được truyền thống, được rất là nhiều bạn nghe đến, biết đến rồi. Ở trong thì mình sẽ cuốn là trứng, hoa, rau và chả. Cuốn là cuốn đặc biệt đó. Chả ram nữa các bạn. Chấm phần một lọc con ơi. Đặc biệt là bánh cuốn thì mình sẽ chấm cùng với nước đậu phộng nha các bạn nha. Đây, bỏ tí ớt xăm nó hấp dẫn rồi. Dạ đúng rồi, tiếng xanh không xanh. Ngon quá cô ơi, bây giờ con không sợ gì mụn lên nữa. Ơi. Cái phần bột lạc ơi. Bàn số 10 á. Trời ơi, ngon quá, trắng à. Ngon quá các bạn ơi. Ăn đã nghe đỡ nhớ quê. Đây là chả cá hả cô? Đây là chả cá, em nhớ cũng như trứng vịt. Ơi. Bạn ơi, đặc biệt là bánh nha, bún tráng. Phải chọn là một loại bánh nào vừa tầm độ dày của nó các bạn. Nên tạo ra cảm giác của mình là không quá dai. Rất là chuẩn luôn các bạn. À, các bạn ơi, bây giờ thì mình đã thưởng thức hết tất cả những món quê Bình Định mình kêu ra rồi. Chỉ chốt của câu là rất là tuyệt vời các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thèm những hương vị Bình Định quê hương mình thì các bạn hãy tìm đến quán Cô Cám nha các bạn nha, để tận hưởng những hương vị của quê hương Bình Định và khám phá những màu sắc đẹp trong một đĩa bánh bột làm ngũ sắc đang cực kỳ hot tại quán của cô nha các bạn nha. Thì đến với quán thì các bạn yên tâm vừa chất lượng và vừa vệ sinh rất là sạch sẽ và cùng với một cô chủ rất là thân thiện.